đề xuất thì trước hết thì nên phải có một trang web có đầy đủ chức năng, có các chức năng cơ bản đối với cả quản trị viên khách hàng, và khách hàng thì sẽ có có thể đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, xem sinh các sản phẩm, đặt hàng, mua hàng, có thể phản hồi thông tin cho quản trị viên, và quản trị viên thì có thể quản lý tài khoản của khách hàng, quản lý sản phẩm, việc sửa soạn. Giải thích đi. Thế cái đời về hàng đấy thì các là tiếng Anh tiếng Việt, sau trên trang này là tiếng Anh mà menu là tiếng Việt, anh tất Việt là Việt tất, làm cái kiểu như thế nửa nạp nửa mỡ chết đổi hết, hoặc nếu được nhé thì ban nào cũng phải quốc tế hóa cho nó chuẩn diện. Đấy, trên cái trang nó sẽ có cờ tiếng Anh tiếng Việt đấy, click vào nó đổ tất. Khi mà quá trình xác nhận cái đơn hàng thì do tiến hành giao hàng 3 đến 5 ngày. Cố gắng hết đây, quay lại xin mình đấy, sắc xít đầu tiên ủng hộ để họ khác không có anh trong những trang nó có sẵn các dự án này ủng hộ để giống màu này bên này có nhá. Xác nhận đơn hàng này thì khách hàng sẽ biết được là sẽ ship 3 năm này và sẽ lỗ được đơn hàng. Sản phẩm của anh Tám có tìm kiếm được không? Khoảng giá nào đấy để hoàn thiện độ chức năng cao, tìm kiếm năng cao, tìm theo mẫu mã này, loại sản phẩm này, theo hãng này, theo khoảng giá này, theo tên này nhá. Để đâu phải có tìm kiếm như thế, hoặc là không em để bộ lọc thôi, em cho có bộ lọc không em mua ấy, khoảng giá 30 triệu đấy. Ok, còn gì nữa không? Tin tức sẽ làm thêm thầy tin tức mới. Okay.